mình tập ăn chay, mới ăn thèm lắm. Đó là mình nói là mới bắt đầu ăn chay là thèm mặn. Rồi có nhiều khi mình ăn chay nhưng mà cái bụng mình nó cồn cào, nó mau đói. Thành thử ra mình ăn một ngày chay mà mình thấy cực lắm. Nhưng mà đừng vì những cái đó mà chúng ta nói chắc tôi không có duyên, chắc tôi không có căn. Cho nên rồi cái con đường của mình á, ăn thì cũng ăn nhưng mà cái ngày chay nó khổ lắm. Mỗi tháng cũng phát nguyện ăn như ai vậy, nhưng mà ăn cho lấy có, ăn để mà cũng để nói là tôi Phật tử có ăn chay, nhưng mà ăn cái ngày đó cảm thấy nó mệt mỏi. Nhưng mà phải cố gắng làm sao để vượt cái sự thèm mặn của mình, làm sao để mình thắng được cái sự cồn cào ở trong trong bụng của mình. Là tại vì hàng ngày cái bộ máy đó nó xây thịt quen rồi, phải không? Bây giờ mà nó xây rau, nó xây mau lắm, cho nên mình ăn mình mau đói. Nhưng mà ăn chừng tháng, ăn chừng 2 tháng, 6 tháng, 5, từ từ mình hết. Thì đến khi nào mình ăn chay mà người ăn mặn ngồi trước mặt mình vẫn tỉnh queo, không có thèm. Mà thậm chí ngày đó là ngày chay mà con mình đi mua cái gì ngon về đó, mình ăn không được cũng hơi tiếc á. Xong lấy cái chén ra đưa cho con, nói múc miếng mai má ăn. Có không? Thỉnh thoảng nó có đó. Tiếc lắm. Sợ con nó ăn hết phải không? Lấy chén lại múc miếng mai má ăn. Như vậy cũng chưa thành thật sự là như ý túc. Mình phải nhớ là cái món này mình đã từng ăn rồi, bởi mình mới biết nó ngon. Phải không? Mà người ta còn bán là mình còn cơ hội chứ có gì đâu lo. Nghĩa là làm sao mà mình bình thản trước mọi sự cám dỗ. Thành tựu được như vậy thì nhà Phật gọi là dục như ý túc. Bây giờ đại chúng mình tu á, ở ngoài đời á nha, thế gian mình thôi, ai cũng muốn có tuổi thọ, nhan sắc vui vẻ, tiền của và thế lực, muốn không? Ai mà nói không, tôi không muốn, không dám đâu. Sáng ngủ dậy là mình còn phải trang điểm, thậm chí đi chùa cũng phải chải tóc, cũng phải làm đẹp chứ. Thôi người ta vô người ta nói sao bữa nay chị xanh dữ vậy, bữa nay anh nhìn vàng quá vậy. Cho nên ai cũng muốn có sắc đẹp, ai cũng muốn có niềm vui, ai cũng muốn có tiền của. Thậm chí mình còn nói một câu nữa, tôi ước gì tôi trúng số tôi cúng chùa. Thành nữ ra cả đời không trúng cái khỏi cúng. Thì ai cũng muốn có tài sản, ai cũng muốn có thế lực. Thế lực là sức mạnh, mà thậm chí đến cái quyền lực. Rồi ai cũng muốn có tuổi thọ. Năm cái này không ai không muốn hết á. Nhưng mà Đức Phật nói như thế này, người đời muốn năm thứ, đó là tuổi thọ, sắc đẹp, an vui, tiền của và thế lực. Thế thì người tu mình có muốn cái này không? Muốn. Nhưng mà mình muốn là mình mới muốn, mình muốn cái quả. Nhưng mình không tu nhân thì sao có quả được. Mình muốn đẹp, đó là mình muốn cái quả chứ gì. Thì muốn đẹp thì phải tu làm sao để được đẹp. Muốn có tiền phải làm ăn làm sao để có tiền. Muốn có thế lực phải sống làm sao để có thế lực. Cho nên Phật dạy rất kỹ, hàng ngày chúng ta chỉ muốn không à, mà không có tu. Muốn thành Phật, mỗi có niệm Phật không? Dạ bận quá. Sao tôi thấy mấy thầy, mấy cô, mấy Phật tử ai cũng thuộc kinh đó, mà sao tôi không thuộc? Chỉ có tụng thôi. Dạ không. Không tụng lấy gì nhớ kinh, không niệm Phật sao, phải không? Thành thử muốn thì mà ai cũng muốn, mà mình không có thực hiện cái mình muốn thì làm sao cái quả nó đến. Cũng giống như mình Phật tử đi chùa thì xin Phật cứu khổ, mà Phật nói với mình là Phật cứu cái nhân khổ chứ Phật không cứu cái quả khổ.
Thí dụ Phật nói là đừng làm cái đó, làm cái đó sẽ bị phạm tội. Thí dụ vậy đó. Rồi mình bất chấp mình cứ làm, mà tới hồi dính vô rồi mà xin Phật gỡ, làm sao Phật gỡ được? Thì Phật cứu không cứu được cái quả, Phật cứu được cái nhân. Khi cái nhân mới bắt đầu thì Phật nói liền đừng. Thì chúng ta giống như cái hạt giống mà mới gieo xuống mà Phật nói rằng cái miếng đất nó không tốt, đừng trồng, thì chúng ta đem cái hạt giống nó lên thì cây nó không mọc chỗ đó. Thì bây giờ mình muốn đẹp, mình muốn tuổi thọ. Bây giờ Phật dạy chúng ta, người đời muốn tuổi thọ thì tuổi thọ của người tu là gì? Đó là làm sao chúng ta có được bốn cái thần túc. Túc là đầy đủ. Thứ nhất là chúng ta làm sao có bốn điều này: dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, tâm như ý túc, quán như ý túc. Cái này chúng ta gọi là tứ thần túc. Một là mình phải dục như nãy qua nói vậy đó, muốn, nhưng mà cái muốn của mình phải thành tựu. Giống như hồi nhỏ qua ham tu, muốn đi tu, mà muốn đi tu mà cha mẹ không cho. Thì cha mẹ không cho thì mình mới lợi dụng là tóc mình bị hớt hư, đi hớt tóc đó, rồi bị hớt hư, rồi nhìn xấu quá phải đi cạo. Nhưng mà cạo rồi mình sợ ba mẹ bắt mình để tóc trở lại, cho nên lén xin cái dao bào, sáng nào cũng ở trong nhà vệ sinh cạo tóc để đừng cho tóc nó mọc. Một khi mà tóc mọc lại thì sợ cha mẹ không cho mình tiếp tục tu. Cho đến khi nào mà cái sự đi tu của mình nó thành tựu thì mình mới được. Rồi bây giờ mẹ Pháp Hòa buồn quá, mình có con mà bây giờ cho đi tu như vậy, sợ con mình khổ. Thì Pháp Hòa mới trấn an bà già bằng cách là bây giờ mẹ cho con đi tu, mà tuần con ở chùa 4 ngày, con về con ở nhà với mẹ 3 ngày. Bà già nghe cũng được, nhưng mà thiệt sự ra đâu có ở ngày nào đâu. Là tại nó cũng có cái may là vừa lúc đó thì thầy trụ trì bận việc đi vắng. Thì Pháp Hòa mới nói với mẹ Pháp Hòa là bây giờ thầy đi vắng, con không thể bỏ chùa con ở nhà với mẹ 3 ngày này được. Thôi để con ở chùa đi, rồi đến khi nào thầy về rồi tỉnh. Thì Pháp Hòa mang cái tập đi học, ngày nào về nhà cũng tha chút bỏ không tập đi về chùa. Bà già mỗi lần Pháp Hòa mà đi về chùa, bà bước vô phòng bà thấy đồ mất một chút là bà biết rồi, tha từ từ rồi. Sau một tháng thầy trụ trì đi xa về rồi là Pháp Hòa cũng nhân cơ hội ở chùa luôn. Cho nên nói thì là ở nhà, chứ thiệt sự khi đi tu rồi thì không ở nhà ngày nào. Mặc dù nói như vậy để quản binh, đó là cái kế quản binh. Thì ở đây Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng là Phật dạy chúng ta dục như ý túc, có nghĩa là sự mong muốn thành tựu của mình. Đến khi nào mình thành tựu rồi mới thôi. Giống như quý vị muốn học kinh, học cho thuộc mới bằng lòng, chứ còn học chưa thuộc chưa chịu. Bây giờ muốn học thuộc thì phải sao? Phải có công thức, phải có cách để học. Ví dụ bây giờ muốn học một bài thần chú mà tụng nguyên bài như vậy không cách nào thuộc nổi. Phải phân đoạn ra, chia từng đoạn ra rồi chép. Hồi đó Pháp Hòa học bằng cách là lấy cái, quý vị biết cái cuốn lịch của mình á, xé cái cuốn lịch đó, lật ra phía sau, viết mấy câu rồi bỏ một túi học. Học hết nguyên ngày đó, thuộc được câu đó, mai ráp câu mới luôn. Mà đồng thời mình phải có cái một cái, xin lỗi mình dùng cái từ là mình phải tập làm sao mà cho mình vui vui trong lúc mà mình học á. Giống như cái bài chú mà Nam Mô Tô Rô Bà Gia Đát Tha Nga Đa Gia Đát Điệt Tha, quý vị biết bài chú biến thủy chân ngôn, mỗi khi mình cúng rồi mình tụng thì mình cứ nhớ là mấy cái rô thì mình mới thuộc được. Nam Mô Tô Rô Bà Gia Đát Tha Nga Đa Gia Đát Điệt Tha Á Tô Rô Tô Rô, nhớ hai rô là được rồi đó. Bát rồi, rô rồi, mình cứ nhớ là con cá rô nó vô rồi nó mới có bát, thấy không? Tô Rô Tô Rô, bát ra Tô Rô, thì cái chữ bát là cái chén á.
Hồi đó mà học là mình phải có cái mình phải tạo một cái niềm vui nhỏ nhỏ nào ở trong mấy cái bài kinh đó, rồi mình mới thuộc nổi. Có một hôm nọ thầy mới nói lát nữa đi tụng đám tang, tụng cái bài thần chú tên là Tỳ Lô Quán Đảnh Chân Ngôn. Thầy mới chép cho Phá Hòa cái bài chú đó, cái thầy biểu học. Trong thời gian chờ xe tới đón là mình học thuộc cái bài chú đó. Là tại vì mình nhớ tới cái câu cuối của nó là nại ra mỏ nỉ. Thì Phá Hòa mới nhớ là nại ra cái mỏ lết nhớ mỏ nỉ. Thì thưa đại chúng là Phá Hòa nói như vậy, ý muốn Hòa muốn chia sẻ với đại chúng là chúng ta đừng bao giờ nói rằng mình không có căn, không có duyên, không có thể. Thấy không? Ở ngoài đời còn có bài hát có thể và không có thể. Thì bây giờ mình á, là có thể. Cho nên có nhiều vị người ta nói như thế này: phải nhìn vào gương của Phật, Phật tu thành tựu được thì mình thành tựu được. Tại vì Phật cũng giống mình. Cho nên mình, cái chữ dục ở đây Pháp Hòa muốn thưa là cái sự mong muốn của mình. Mà mình muốn tu thì không có tội. Phải có muốn tu mới tu được. Giống như Thái tử Sĩ Đạt Ta, ngày xưa nếu Ngài không thấy cái cảnh khổ của già, của bệnh, của chết, rồi cái đến cái cuối cùng Ngài thấy một vị sa môn, Ngài hỏi đây là cái gì, thì người hầu mới nói dạ thưa đây là một người sa môn, người tu. Hỏi người tu làm sao? Đó dạ người tu là người bỏ hết mọi sự ở thế gian để yên tâm và tập luyện tinh thần, thành tựu được cái con đường và giải khổ cho chúng sanh. Ngài nói tôi muốn cái này. Hồi nãy tôi thấy cái già khổ, tôi thấy bệnh khổ, tôi thấy chết khổ, tôi thấy ba cái khổ đó. Mà bây giờ ba cái cảnh đó là ba cảnh của bi thương, hệ lụy. Mà sao tôi thấy cái cảnh này thanh tịnh, an nhàn, thì tự nhiên phát tâm. Cho nên Ngài mới đi về hoàng cung, nhưng mà trong tâm tư của Ngài lúc nào cũng nuôi cái hình ảnh của người tu. Cho thưa đại chúng, mà nếu mà mình không có quyết tâm như vậy thì cái thành tựu mình không có. Cho nên đầu tiên mình muốn phải có là dục như ý tu. Chính cái muốn đó nó sẽ nuôi dưỡng cái chí nguyện của mình. Rồi cái thứ hai là gì? Tấn như ý tu. Mình muốn rồi thì mình phải siêng, không siêng làm sao làm được. Cho quý vị muốn tụng kinh á, mới đầu giọng mình tụng không hay, cứ lên chùa tụng riết, tụng theo chuông, theo mỏ, rồi lắng nghe những người ta tụng mà có giọng, rồi về nhà mình cũng tập. Thay vì mình vừa đứng mình rửa chén, mình hát, mình hát những cái bài nhạc đời, bây giờ mình bắt đầu tập tụng kinh. Không có sao hết. Thậm chí mình lên xe mình cũng nghiêu ngao, mình bỏ cái băng tụng vô cái mình tập tụng theo. Cho nên muốn thì phải siêng. Người muốn mà không siêng thì không làm được. Ai muốn cắm hoa thì phải học cắm hoa, nhưng mà phải siêng cắm, không có nản lòng. Cho nên đến khi nào cái sự siêng năng, nhờ cái siêng năng này mà mình thành tựu được cái muốn của mình. Rồi cái thứ ba gọi là gì? Gọi là tâm như ý tu. Chữ tâm là gì? Tâm bây giờ ở đây mình nói gọn thôi, tức là mình, những cái suy nghĩ của mình. Mình suy nghĩ cái gì nó thiện lành, mình nhìn vào những tấm gương của Phật, của Tổ để chúng ta thành tựu. Rồi cuối cùng là quán như ý tu. Quán đó là mình nhìn sâu để mình thấy rõ cái gì mà làm cho chúng ta thành tựu được và cái gì làm chúng ta bị lui sụp. Bốn cái đó đó nó như là một cái tuổi thọ. Bởi vì tuổi thọ tức là nó sống dai. Mà người nào có được bốn cái này trong sự tu hành á, thì nó nuôi dưỡng cái đường tu mình sâu sắc và lâu dài. Quý vị nhớ bốn cái đó ha: dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, tâm như ý túc, quán như ý túc.
Thưa đại chúng, mình tu á coi vậy, nhưng mà đường tu của mình á, thấy nó đơn giản, nhưng mà chúng ta phải để tâm. Ai mà tu mà không để tâm đến đường tu của mình á, là mình dễ bị người ta lung lay á. Vài ngày ta biểu mình tu ngồi thiền, 4 bữa ta biểu mình niệm Phật, 5 bữa ta kêu mình trì chú, cho nên rốt cuộc rồi pháp nào cũng có mình, mà không có cái nào mà mình thành tựu cái gì hết. Rồi mình nghe cái này, mình nghe cái kia, nó làm đủ thứ những cái phiền nhiễu cho mình. Cho nên mình phải làm sao có 4 cái này để nó nuôi dưỡng cái đường tu mình cho dài hạn. Nói cái chuyện tinh tấn thôi. Bây giờ Pháp Hòa nói á, cái em nhỏ mà nó đi học á, mới đầu á nó siêng đều đặn, mới bắt đầu đầu tháng 9 vô nó tụ trường á, cái nó siêng mỗi ngày làm chút mỗi, đến cuối năm là nó phải học dồn để nó lấy cho được cái điểm cao của cái môn đó. Thì ngay cái giây phút mà nó lấy được cái điểm cao gọi là như ý tu. Còn suốt 1 năm qua nó tu, nó học từ từ từ, đó là gì? Là tinh tấn. Bởi vì tinh tấn của nhà Phật á, có nghĩa là đều đặn, siêng mà siêng đều đặn, chứ không phải là siêng dồn dập. Cái kiểu của mình á, là mình siêng là dồn dập, mà tới hồi mình muốn ngưng cái là mình ngưng cũng dồn dập. Tới hồi mình thương cho mình làm đủ thứ, chẳng những nấu cơm mà còn rót nước nữa. Rồi bắt đầu là xếp mùng, xếp mền, xếp quần, xếp áo, mà tối họ không xin rồi nấu cơm dục đó, ăn làm gì làm tôi không biết, phải không? Thành ra mình mà thương ai rồi là cái xin của mình đủ món hết, mà đều đặn. Mà mình không thương rồi á, bất quá làm bổn phận thôi, tức là sao nấu cơm để đó, còn mấy chuyện kia tự lo. Rồi thậm chí người ta nói tới mình nói có tay có chân, mắc gì tôi phải làm, phải không? Thành thử ra quý vị thấy là Đức Phật dạy á, không có sai để mình phải cầu cái tuổi thọ. Nhưng mà đối với người tu hành thì tuổi thọ của mình là gì? Đó là 4 cái như ý túc này, làm sao làm cho nó dài dẫn ra trong cuộc sống tu hành của mình thì mình mới thành tựu được. Cũng giống như mình nói đơn giản, thật sự ra thế nào kêu thọ? Thọ là mình gọi thôi, với cái số tuổi nào mình muốn mình mới kêu thọ. Chẳng hạn như ở Việt Nam mình, mà thí dụ như bây giờ người nào mà sống tới 60 cũng thọ rồi, mà qua tới xứ này cái 60 mình chưa nhận mình già, đúng không? Rồi 70 nghe nói người đó mất 70 chắc cũng còn trẻ ha. Thế đó tùy theo mình nè, mình muốn cỡ nào thì mình mới chấp nhận thọ, chứ còn không thì. Cho nên cái chữ tuổi thọ đó là nói thôi, tùy theo cái sự chấp nhận của mình mà mình cho nó là thọ thôi. Cho nên ở Việt Nam á, người nào mà chết từ 59 tuổi trở xuống, chúng ta không gọi là hưởng thọ mà kêu hưởng dương. Hưởng dương có nghĩa là hưởng được cái tuổi dương trần tới đó thôi. Bởi vì 30 tuổi là nửa đời người, 60 tuổi là một đời người. Ngày xưa đời người 100 năm, bây giờ đời người còn 60. Tại vì chúng ta đang ở trong kiếp giảm mà. Kiếp giảm tức là 100 năm giảm tuổi, 100 năm giảm tuổi. Thì tới bây giờ đến cái thời đại của mình là kiếp giảm, tức là ai mà sống tới 60 là bắt đầu kêu thọ. Cho nên gọi là 60 là ăn thọ, ăn mừng thọ đó, 60. Rồi từ 60 cho tới 70 thì chúng ta cũng là thọ, nhưng mà trung thọ. Rồi khi nào 80 tuổi thì gọi là thượng thọ. 80 tới rồi, bây giờ người nào mà được 100 tuổi thì gọi là đại thọ. Mình thấy người ta ghi mấy cái chữ là mình biết đoán khoảng chừng người đó nhiêu tuổi. Nhưng mà mình ngộ lắm. Người nào mà mình thấy trẻ trẻ mất, mình nói trời ơi tội, sống thọ chút tốt. Nhưng mà người nào mới 70-80 nó trời tội ghê, mới có 70-80 chết ngang. Phong Hòa có một sư cô, cô đi tu, cô cũng 60 mấy tuổi rồi. Thì đối với trong đạo thì Pháp Hòa như sư huynh, tại vì đi tu trước. Cô 65 tuổi rồi cô mới đi tu, nhưng mà cô vô chùa thì cô thương Pháp Hòa lắm. Tại lúc đó Pháp Hòa mới có 10 mấy 20 tuổi thôi.
Và cô ngồi đâu cái thỉnh thoảng cái cô thở ra cô rầu. Mấy Phật tử hỏi sao cô rầu vậy? Nó tao sợ, tôi sợ tôi chết sớm. Mà lúc đó 80 rồi. Hỏi tại sao sợ chết sớm? Nói tôi chết sớm không ai canh ổng. Bây giờ là 90 mấy tuổi vẫn còn. Rồi bây giờ 90 mấy tuổi rồi, bây giờ mới ngồi kể lại chuyện ngày xưa tôi canh thầy Pháp Hoàng sao? Mà lúc đó mình không có biết cái cách của cô canh mình. Như bây giờ cô kể ra thì mình mới nhớ. Cô nói nhiều lúc đó, thầy tiếp ra mấy cô nữ Phật tử thầy ngồi ở phòng khách đó, cái tôi giả bộ tôi đi lao bàn thờ. Lấy cái khăn lao lao rồi liếc liếc vậy ha. Cô nào mà tự ý linh lợi chút thấy sư cô kia liếc liếc là biết rồi đó, cổ muốn kêu mình go home soon đó. Tà là quý vị cứ nhớ nha. Thì bây giờ nhưng mà cái tuổi thọ đời nó vẫn còn có một khoảng thời gian nào rồi chấm dứt. Thế là chúng ta sống sao mà tuổi thọ của mình ở trong tâm hồn người ta dài lâu, tuổi thọ nó bền bỉ lắm. Dầu mình có chết đi cả 100 năm mà nhắc tới người ta, ta vẫn nói những cái tốt đẹp gì về mình. Tuổi thọ đó là bất tử. Phật dạy mình nghĩ như vậy đó. Và cái thứ hai là ai cũng ham muốn là gì? Là sắc đẹp. Thật sự ra người tu á, Đức Phật nói là hủy hình, tức là làm cho cái dung mạo mình nó xấu đi. Nó xấu cái theo đời thôi, nhưng mà nó tự nhiên nó tăng lên cái đẹp của đạo. Đặc biệt vậy đó. Thí dụ như bây giờ quý vị nhìn quý thầy, quý sư cô, con người ta sống mà nhờ cái tóc mà. Răng với tóc là gốc con người. Răng có đẹp thì người mới xinh, phải không? Mà người tu thì lấy cái mái tóc của mình cạo đi, nhưng mà không có tóc đẹp không? Đẹp theo cái mốt của người tu. Mà bây giờ nó ngộ cái nha. Thí dụ bây giờ mình nhìn cái thầy đó lúc nào cũng là sư cô đó lúc nào đầu cũng cạo vậy, cái mình thấy quen mắt. Mà hôm nào mình tưởng tượng nhắm mắt lại tưởng tóc thể mọc lên đầu, cái nhìn nó kỳ. Vậy thì cái đẹp đây á, nó có hai cái cách. Đẹp theo thế gian là sao? Đẹp thế gian là tóc dài, thắt bính, uống rồi chải đủ cách. Rồi đẹp theo thế gian là vẽ mắt rồi làm đẹp. Nhưng mà đẹp của cái người tu là gì? Là oai nghi của mình. Cái đẹp đích thực của người tu là cái uy nghi đi đứng nằm ngồi của mình. Thí dụ như á, quý thầy quý sư cô mà vô chùa mà tu là phải học cái uy nghi. Tổng cộng là 24 chương. Đó là nói gọn á. Chư tổ lấy 3000 thiên oai nghi trong kinh nó gom lại gión gọn thành 24 thiên, 24 chương. Nội một cái chương ấy dạy về cách ăn thôi đã lạng chương rồi. Rồi cái cách chung sống một phòng với nhau, tại vì ngày xưa chúng ở một phòng mấy người vậy đó, mình phải sống như thế nào, cái uy nghi. Cho nên trong cái giới thứ sáu đó, là giới không có trang điểm đó. Thì có giới đó là ít ý thức được cái đẹp của người xuất gia là tính cách vững chãi và thảnh thơi. Con nguyện làm đẹp cho con và cho tăng đoàn của con bằng cách thực tập uy nghi trong đời sống hàng ngày. Con ý thức rằng phấn son chỉ là lớp vỏ bên ngoài mà không nói lên được cái đẹp đích thực của người tu. Đó là cái giới mà người tu thọ và mỗi tháng 2 lần thường xuyên đọc tụng để nhắc nhở mình cái đẹp đích thực của mình là gì. Thì đối với đời, nói chung là con người thì ai cũng có quyền muốn mình đẹp. Nhưng mà Đức Phật dạy cho mình một cái đẹp hay hơn. Cái đẹp này nó từ ở trong lòng của mình nó đẹp ra. Bởi vì tướng tùng tâm sanh.
cái tướng của mình á, là nó từ tâm mình nó sạch. Cái tâm mình á, mà nó tịnh á, nó hiện lên cái tướng tịnh. Tâm mình loạn nó hiện lên tướng loạn. Pháp Hòa ví dụ hôm nào quý vị chưa bao giờ đứng ở trước đông người để nói chuyện, tự nhiên bữa đó buộc mình phải lên đây đứng cầm cái máy, thì quý vị có run không? Hồi hộp không? Nó run là nó biểu lộ cái tướng run liền. Bình thường nói dưới này nói hay lắm, giống như cái sư cô và kể vậy. Cô là ăn nói hồi trẻ là nói hay lắm, cho nên người ta mới mời lên nói những cái buổi đám cưới chia sẻ. Bữa đó cô lên cô run quá, cô nói tôi xin đại diện cho cả bàn xin chia buồn cho gia đình. Run quá. Và có nhiều khi mình run quá là tay mình nó ra mồ hôi rồi, tay chân mình nó run lên. Thì cái tâm, cho nên cái tâm trạng mình như thế nào thì nó hiện lên cái tướng đó. Thì Đức Phật dạy chúng ta muốn có được cái thân tướng đẹp, cái sắc đẹp á, thì chúng ta phải siêng giữ giới. Thì Đức Phật dạy là giữ giới. Phật tử tại gia có 5 giới. Nhưng mà thưa đại chúng, là chữ giới nghĩa là gì? Giới dịch nghĩa là biệt giải thoát. Nghĩa là anh giữ được giới nào, anh liền an vui giới đó. Rồi bây giờ quý vị, chúng ta còn sống trong đời, mỗi người mỗi hoàn cảnh, và mỗi quốc độ chúng ta có cái hoàn cảnh sống khác nhau. Bây giờ mình có thể trong 5 giới đó mình giữ chưa trọn, bởi vì công ăn việc làm của mình, thì thôi bây giờ giới nào mình giữ được ráng giữ giới đó. Thí dụ trong 5 giới quý vị giữ được có 4 à, còn cái giới 1 chưa, hay là một giới nào trong 4-5 giới mình giữ chưa được, thì mình ráng giữ những giới nào mình làm được rồi đó. Và đồng thời giới nào mình chưa làm được thì biết là cái đó mình cần tu nhiều. Cho nên không có sao, cứ nhẹ nhàng trong vấn đề tu giới. Và mình khi mình tập tu được như vậy thì tự nhiên cái nét đẹp của mình nó bị tâm mình nó thanh tịnh. Cho nên quý vị thấy thường thường á, người ta nhìn người, người ta không cần làm thầy bói, chỉ cần nhìn con mắt của người đó mình có thể đoán người đó là người thật thà hay người không thật thà, qua cái cách nhìn của cái người đó, hay là qua cái cách nói chuyện của người đó mình biết người đó có thật hay là không thật. Từ ở trong cái tâm của người đó xưa. Mà từ đâu mà có được cái đó? Phải giữ giới. Cho nên Đức Phật nói, người nào muốn có tướng đẹp thì người đó cần giữ giới. Và cái giữ giới đơn giản nè, mỗi ngày quý vị làm thế này nè. Sáng ngủ dậy mình phát nguyện liền: hôm nay con được sống thêm một ngày. Tại vì mình đâu có ai biết được ngày mai, thì bây giờ mở mắt ra sáng nay biết được ngày: hôm nay con sống được thêm một ngày, con xin nguyện sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Nhiều đó thôi là đủ tu giới rồi đó. Bây giờ cho người niềm vui thì đâu có dám nói bậy, đâu có chửi rủa người ta, đâu có mắng xả người ta, đâu có nói móc nói méo người ta, là cho người ta niềm vui rồi. Rồi người thấy người ta khổ mình khởi tâm thương, sáng cho người thêm niềm vui. Đó là gì biết không? Đó là từ đó. Còn chiều giúp người bớt khổ là bi đó. Tại vì chữ từ dịch nghĩa là cho vui, chữ bi dịch nghĩa là cứu khổ. Hai chữ từ bi. Anh cho người ta niềm vui là từ, giúp người ta hết khổ là bi. Tưởng đâu chiếc áo vạt hò. Bây giờ đó là cái sắc đẹp của mình, đó là giữ giới. Bây giờ quý vị không cần phải nói giới nhiều, bây giờ mình cứ giữ vậy đó, giờ tập từ từ. Có một vị mới nói:
Bây giờ con mới bắt đầu biết tu nè, giờ dạy cho con tu sao cho đơn giản mà con lần lần con vào đạo. Hai câu đó đi. Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Còn nếu mình giỏi nữa thì mình học: nguyện tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm. Thật sự ra những cái giáo pháp của Phật á, nhiều khi nó gión gọn trong từng câu kinh, nhưng mà tại vì chúng ta chưa tụng kinh bằng trái tim cho nên chúng ta chưa lượm được những chữ đó bỏ trong tâm. Phải tụng kinh bằng trái tim của mình. Ngoài cái cách là tụng bằng mắt, tụng bằng miệng, tụng bằng lỗ tai, thì chúng ta phải tụng bằng trái tim. Thì những cái lời đó chúng ta mới nhặt được là để trong tâm của mình. Còn không thì tâm mình có rất nhiều những cái phiền muộn. Nguyện tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm. Đệ tử xin nguyện ơn sâu đền báo, ơn cha mẹ, ơn thầy, ơn bè bạn chúng sanh. Nếu mà mỗi ngày sống mà niệm ơn như vậy cũng là một cách tốt. Tại vì niệm ơn á, cho nên rồi mới sống làm sao để đền cái ơn đó. Ví dụ nói con nhớ ơn cha mẹ, bởi vì cha mẹ cho con thân thể này, vậy thì con không được quyền hủy thân thể, bỏ rượu, bỏ thuốc, bỏ bia. Đó, nhớ ơn cha mẹ là bỏ được cái đó. Rồi, con nhớ ơn thầy tổ. Con nhớ hồi đó con đi học, thầy chưa bao giờ dạy con chửi bậy, chửi thề. Mà sao bây giờ mấy cái đó ở đâu nó vô con ào ào vậy? Thôi bây giờ nhớ ơn thầy, thầy dạy câu gì hay thì chúng ta học làm cái câu đó, bỏ cái xấu đó, tăng cái thiện lên. Cái gì mà xấu mà bỏ gọi là tu tâm. Cái gì thiện mà tứ tẩm gọi là dưỡng tánh, tu tâm dưỡng tánh. Cái xấu mà bỏ được thì là tu tâm. Cho nhiều người nói tôi không cần đi chùa, tôi ở nhà tôi tu tâm thôi. Nhưng mà xấu trong tâm chưa bỏ được thì chưa thể là tu tâm. Cái lành cái thiện anh có mà anh không dưỡng nó cho nó lớn lên thì không thể gọi là dưỡng tánh. Cho nên người ta hay dùng cái chữ là tu tâm dưỡng tánh. Anh phải biết tâm anh sao mà tu, anh phải biết tánh anh như thế nào để dưỡng chứ. Cũng giống như xin lỗi đại chúng là mình có cái cây mình ra mình trồng vậy đó. Mình phải đứng ở ngoài mình ngó nè, rồi mình thấy cái lá nào nó hư á thì mình cắt nó đi, rồi mình tỉa, rồi mình tưới cái gốc chỗ đó để cho cái cây chỗ đó nó mọc trở lại. Có nhiều khi nguyên cái cây nó chết nhưng mình phát hiện ra là ở dưới gốc cái cây đó nó có cái nhánh khác nó chòi ra, thì cái nhánh đó phải dưỡng, cái nào ấy thì phải tỉa đó. Chỉ cần nhìn cái cây thôi thì hiểu là thế nào là tu tâm và thế nào là dưỡng tánh. Vậy thì chúng ta ai cũng có tâm với tánh đó, mà ngày nào chúng ta cũng nói tu tu tâm à. Mà tôi không đi chùa, tôi không ăn chay, tôi không có tụng kinh gì hết đó, nhưng mà tu tu tâm. Hỏi tâm anh mà hỏi ai chọc tới mình cũng giận dữ, mình cũng tức tối, mình cũng đủ thứ hết, thì tâm chưa tu. Rồi tánh mình là có tánh thương, tánh hỷ xả, tánh đủ thứ, những cái tánh lành mình không dưỡng. Cho nên người mà có được cái đó đó là tự nhiên trong lòng mình nó vui. Rồi cái nhan sắc mình nó nhuận ra, nó tươi ra. Và bây giờ hôm nào quý vị có chuyện rầu có nhìn biết không? Biết. Nó trét bao nhiêu lên cũng thấy được cái nét rầu rĩ ở trên nó. Bởi vì không thể trét vô con ngươi được. Cái nét buồn nó vẫn còn đó. Cho nên đôi mắt mình là cửa sổ của tâm hồn là vậy đó. Rồi bình thường là trời ơi, chọc tới mình là mình cười ha hả vậy đó, mà tới bữa nay sao cười nhít một cái cười mỉm mỉm thôi, mà thậm chí cười nhưng mà trong nụ cười đó người ta vẫn nhìn ra được hình như là tiếng khóc. Cho nên có những nụ cười là tiếng khóc khô không lệ. Hôm nào Pháp Hòa nói 36 nụ cười, 36 kiểu cười.
Rồi bây giờ nè, mình biết được tuổi thọ rồi phải không? Mình biết về nhan sắc rồi, sắc đẹp rồi. Bây giờ nó an lạc. An lạc là vui. Quý vị có muốn vui không? Muốn, ai cũng muốn vui, không ai muốn khổ, không buồn hết á. Nhưng muốn vui phải làm sao để mình được vui? Phật dạy mình đây. Bây giờ quý vị sẽ tu thiền và quý vị sẽ thấy rằng mình tu chứng thiền một cách đơn giản. Nghĩa là chứng được cảnh thiền chứ không có nói gì hết á. Bây giờ á, thiền người ta có bốn tầng bậc thiền nghe. Ta kêu là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Quý vị có nghe cái tầng bậc đó không? Chữ sơ là gì? Là mới bắt đầu. Ví dụ người mới bắt đầu vô đạo kêu là sơ cơ. Người mới bắt đầu học kêu là sơ học. Cúng linh mà mới cái tuần trà đầu tiên rót cúng linh là sơ tuần. Lúc mà cúng vong á, rồi thầy chủ lễ, thầy biểu gia đình rót trà vô trong cái ly nước, thì cái đợt rót trà đầu tiên kêu là sơ tuần. Rồi rót lần thứ hai kêu là nhị tuần. Rót lần thứ ba là tam tuần. Mà rót lần cuối cùng gọi là trung tuần. Cho nên hãy cúng thất á, cái thất đầu tiên kêu sơ thất. Rồi nhị thất, tam thất, cho đến cái thất cuối ta kêu là trung thất. Thì chữ sơ là mới bắt đầu. Thì sơ thiền là gì? Sơ thiền nghĩa là người nào bỏ được cái xấu cái dở liền chứng sơ thiền. Cái đó gọi là kêu là gì biết không? Ly sinh hỷ lạc. Ly là lìa. Nếu chúng ta lìa được cái gì đó thì liền lúc đó chúng ta sinh ra được cái niềm vui. Bây giờ mỗi lần mình hút thuốc á, thì mình cứ lấy cái cây viết mình ghi ra cái hại của cái hút thuốc. Thứ nhất, tốn tiền. Thứ hai, hôi miệng. Thứ ba, nám phổi. Thứ tư, vợ nhằn. Thứ năm, con bệnh. List một lô ra thấy hút thuốc này không có lợi. Rồi bây giờ hỏi, giờ tôi suy nghĩ hút thuốc có lợi gì? Thứ nhất, lợi cho người bán. Thứ hai, lợi cho con vi trùng trong phổi. Ôi chà, mấy cái này không lợi. Nó lợi mà không lợi. Bỏ thuốc. Mà bỏ thuốc là ly. Ly thì sinh hỷ lạc. Tức là bắt đầu, hồi xưa ốm nhom ốm nhách, bây giờ bắt đầu mập ra. Không còn hôi hám gì nữa. Không còn tốn tiền nữa. Vợ bắt đầu có niềm vui. Gia đình bắt đầu không còn tiếng cằn nhằn. Nó khổ cái mỗi lần mình rút cái điếu thuốc ra, mình nói cho tôi làm một điếu, thì vợ và con liều một đám. Chứng sơ thiền có nghĩa là khi chúng ta lìa được những cái dở xấu của mình thì sinh được cái hỷ, cái vui thôi. Hồi đó mình đi vô chùa mình làm công quả, mang cái tiếng mình làm công quả, nhưng mà không ai tới gần được mình đó, tại vì mình nhiều quả lắm. Quả lựu, lựu đạn mà trong ngồi sẵn. Cho nên rồi ai tới gần mình nó cũng nổ, bất cứ kiểu nổ nào nó cũng có hết, pháo bông mà. Bây giờ mình xả được cái đó, mình có niềm vui. Tự nhiên mình thấy trời, bây giờ tôi không có còn bực bội gì hết trơn á. Ai làm sao cũng được, người ta không biết thì chỉ, chứ không có nạt nộ, không có la rầy gì nữa hết. Thì cái người kia người ta thấy trời, cái chị này, cái anh này, cái chú, cái cô kia bây giờ dễ thương quá, người ta tới. Người ta càng tới với mình thì mình mới vui. Cho nên ly sinh hỷ lạc là sơ thiền. Vậy thì lạc từ đâu? Lạc là vui, mà vui từ đâu có? Từ cái chúng ta biết bỏ chứ có gì đâu. Chúng ta bỏ cái gì đó thì mới có cái niềm vui được. Ngày hôm qua trước khi đi 11 giờ đêm mà còn phải xử, phải làm quan tòa xử kiện. Thì Pháp Hòa mới ở chùa Pháp Hòa là hiện còn 7 chú tiểu phải nuôi, phải cho đi học. Thì có một chú là cần phải ký một cái form để cho nhà trường biết là mình có cho chú đi tham gia một cái chuyến đi du ngoạn không.
Thì Pháp Hòa chưa ký thì chú lên chú xin cái phone đó mà hai mắt đỏ hoe. Trái Hòa hỏi chuyện gì vậy? Dạ không có gì đâu thầy, dạ không có gì đâu thầy. Mà Pháp Hòa thấy mắt đỏ khóc vậy. Pháp kêu vô và hỏi chuyện gì. Thì chú mới nói là sư huynh kia đánh con ở phía sau óc. Hỏi tại sao đánh con, nói tụi con mới đầu giỡn với nhau, giỡn giỡn rồi bắt đầu lấn lát làm sao đó không biết rồi xây qua rồi đụng chuyện người lớn gì đó, rồi cái là giống như nói ba mẹ gì đó, rồi cái đánh với nhau. Thì Pháp Hòa mới nói con đi xuống kêu sư huynh đó lên đây. Thì lên đây xong cái Pháp Hòa hỏi chuyện thì mới ngồi kể Hòa nghe, nói dạ thôi thầy yên tâm đi, hai sư huynh xử tụi con rồi, tức là ở dưới còn hai sư huynh lớn đã nói chuyện với hai chú rồi, hai chú này hai chú nhỏ, còn hai sư huynh nữa là hai sư huynh lớn xử rồi. Thì Pháp Hòa mới nói á, mấy con sống trong chùa cũng giống như huynh đệ ruột thịt. Khi mình thấy cha mẹ của một sư huynh, một sư đệ nào có chuyện, có bệnh, có tật thì mình phải lấy làm quan tâm, chăm sóc, hỏi han chứ không được chế nhạo. Mình làm như vậy là mình, tiếng Việt mình thì gọi là xúc phạm á, tức là mình xúc phạm đến người lớn và mình tổn thương cái người huynh đệ của mình. Thì xong rồi hai chú biết lỗi rồi mới xin lỗi. Thì Pháp Hòa mới nói á, khi mà mình lìa được những cái tật gì đó của mình, có một chú thì thích chọc mà không biết cách chọc, bị gì cái lửa cái giờ thiên chọc không à. Mà quý vị cứ tưởng tượng 11, 12 giờ đêm mình đang chuẩn bị đi mà còn phải xử kiện cái lại chọc mình là chứ gì nữa. Cho nên là thưa đại chúng, ở trong tứ vị thiên vương, Đông Phương, Tây Phương, Bắc Phương và Nam Phương, có một vị thiên vương tên là Tây Phương, tên là Tăng Trưởng Thiên Vương. Tăng trưởng là gì? Tăng trưởng tức là làm cho cái đó nó sinh khởi, nó mỗi ngày nó mỗi lớn lên. Và trên cái hình tướng của vị thiên vương đó, tay trái cầm cái kiếm chặt xuống, tay phải đưa bàn tay lên. Người muốn tăng trưởng thì nhất định phải có một số gì đó cần chặt để cái đó nó mới tăng. Cũng giống như người ta trồng cái cây ớt, cái bell pepper, cái ớt lòng đèn á, mà khi người ta muốn cái trái ớt đó nó tròn, nó to đó, là người ta phải lặt cái lá nó bớt thì cái trái nó mới được. Thì cái đó phải lặt cái này để cái khác nó sinh. Mình sống ở trong đời cũng vậy, có đôi lúc chúng ta phải bắt chước và học cái hạnh của vị thiên vương tăng trưởng đó. Mình phải chặt bỏ cái này để tăng trưởng cái khác. Thì ở đây cũng vậy, mình có niềm vui, mình muốn có vui thì buộc lòng mình phải bỏ một ít việc. Ví dụ như Pháp Hòa nói, cái chuyện mà mình đi chơi hay mình làm gì đó trong cuộc đời này, nói chung là chúng ta muốn có niềm vui, mà không phải mình. Có nhiều khi mình đã lập luận mình nói, nhưng mà tôi làm vậy tôi vui. Nhưng mà xin thưa, cái vui đó Đức Phật còn xác định cho chúng ta, cái vui nào chân thật. Vui nó cũng phải có hai loại vui à, vui tạm bợ và vui chân thật. Thí dụ như bây giờ nè, mình tập hợp lại đây, mình gặp nhau đói này là mình vui. Mà cái vui này là vui, vui gì? Vui tạm thôi, hai giờ hồ thôi. Mà cái vui chân thật của mình là lặng lẽ một mình cũng vui, chứ không phải lúc nào cũng nhốn nháo mình mới vui. Rốt cuộc thủy chung chúng ta phải trở về cái bản chất một mình. Còn cái chuyện mà lâu lâu nhóm họp là cái chuyện đặc biệt. Cho nên gọi là ly sinh hỷ lạc là sơ thiền, phải không? Rồi bây giờ cái thiền thứ hai nè, cái tu thiền, cái định, cái tầng thiền thứ hai nè, định sinh hỷ lạc. Hồi nãy Pháp Hòa nói không? Khi nào tâm mình có lắng xuống là mình định, mà là mình định thì mình sinh cái hỷ lạc. Mấy tuần lễ gần đây có một cái anh này, người Hoa, anh bị stress dữ lắm, thậm chí đến mức độ là anh đã nhiều lần cầm dao muốn tự tử. Thì cuối cùng anh mới tìm tới chùa. Thì suốt mấy tuần lễ, tuần nào anh cũng lên ngồi thiền với Pháp Hòa ngày thứ sáu, rồi Pháp Hòa nói chuyện với anh. Thì Pháp Hòa tập cho anh trở về cái trạng thái định tĩnh. Thì anh mới viết cho Pháp Hòa cái thơ ngày hôm qua trước khi Pháp Hòa đi, là anh suốt mấy tuần lễ nay
anh cảm ơn rất là nhiều, là tại vì con người của anh trong mấy tuần lễ qua nó đã rất là khổ đau bởi nhiều thứ ở trong đầu, và Pháp Hòa đã tập cho anh ngồi tịnh và chỉ cho anh một bài kinh ngắn. Anh tụng riết cái bây giờ cái tâm mình bắt đầu nó định, mà khi con người mà nó định á thì bắt đầu mình sinh ra những cái niềm vui. Có những chúng sanh người ta ồn ào người ta vui, nhưng mà có những chúng sanh yên tĩnh người ta vui. Cho nên quý vị thấy trong chùa đó, tụng kinh đó, lấy chuông lấy mõ thỉnh lên. Tại vì có những chúng sanh đó, không có mấy cái này đó, họ nghe nó boring lắm. Cho nên nhà Phật lấy âm thanh bằng chuông mõ trống tang linh khánh thỉnh lên, để lấy cái âm thanh Phật Pháp đó hầu giúp cho chúng sanh có niềm vui. Bởi có những chúng sanh người ta thích âm thanh sắc tướng, nhưng mà có những chúng sanh người ta thích định tĩnh, cho nên chùa mới bắt đầu cho ngồi tĩnh tâm. Rồi có những chúng sanh đó, người ta không có biết tụng kinh, nhưng mà người ta biết nghe giảng, vì nghe giảng là dẫn người ta vào đạo, cho nên có pháp sư giảng kinh. Rồi có những chúng sanh đó không thể nghe giảng, hoặc là không có phương tiện nghe giảng, nhưng mà thích đọc, cho nên phải có những giáo sư, những giáo thọ sư, những pháp sư ngồi dịch kinh, viết sách, in thành sách cho người ta đọc. Tại vì trong giây phút đọc đó ta định cái tâm. Thì quý vị thấy làm gì làm mình phải có cái định. Hôm nào quý vị mất một cái sâu chìa khóa hay một cái món đồ gì đó, quý vị lăn xăng quý vị tìm ra không? Ra, nhưng mà lâu lắm, thậm chí không ra nữa. Ngồi đi, kiếm góc ngồi, kiếm một góc ngồi rồi định hồn lại, nhớ coi hồi nãy cái chỗ cuối cùng mình ngồi là ở đâu, từ đó nhớ ra là cái món đồ đó mình để chỗ đó, có phải không? Chứ còn mình lăn xăng mình kiếm không ra. Có đôi khi á, trong tay cầm chìa khóa mà chạy vòng vòng kìm chìa khóa. Trên mặt mình đang đeo cái gương mà chạy đi kìm cái gương. Cho nên trong kinh Bát Nhã đó, có kể một câu chuyện như thế này. Có cái người đó đi qua thuyền thì rớt một cái hộp ngọc xuống dưới sông. Binh lính thấy như vậy chạy xuống, trời bươi móc đồ lên kiếm hoài kiếm không ra. Cuối cùng có người nói bây giờ tôi mời mấy anh lên hết trên này giùm cho tôi một cái. Mấy anh ngồi yên giùm cho tôi thì bùn nhơ nó lắng xuống. Khi mà nó lắng xuống rồi cái hộp ngọc đó nó mới long lanh, ta mới tìm ra được. Thì mình cũng vậy. Mình muốn tìm được cái niềm vui chân thật cho mình thì mình phải có sự định tĩnh. Cho nên thưa đại chúng, chúng ta tập đi. Mỗi ngày 5 phút. Pháp Hòa xin quý vị 5 phút thôi. Hồi nào tới giờ mình nói tôi buồn lắm, buồn 5 phút. Thôi giờ đổi đi, tu 5 phút. Mỗi làm sao mỗi buổi sáng mình có 5 phút mình ngồi yên, mình hít thở hay là mình niệm Phật, để cho cái tâm mình nó định xuống. Rồi từ đó quý vị sẽ thấy rằng 5 phút này nó giá trị vô cùng. Cho nên đó là cái sự định tĩnh nó rất cần. Và cái tầng bậc tu thiền thứ hai là định sinh hỷ lạc. Tầng bậc thứ nhất là gì? Ly sinh hỷ lạc. Tầng bậc thứ hai là định sinh hỷ lạc. Rồi bây giờ cái tuần thứ ba là ly hỷ diệu lạc. Ly hỷ tức là lìa cái vui nhộn nhịp để chúng ta có niềm vui vi diệu hơn. Pháp Hòa ví dụ á, hôm nay ngồi đây có thể quý vị nghe Pháp Hòa nói, nhưng mà bởi vì ít nhiều chúng ta bị chi phối, người ra người vào, tiếng chuông tiếng động. Nhưng hôm nào mình lấy lại cái băng này, mình ngồi yên mình nghe, mình sẽ thấm cách khác. Quý vị để ý coi có phải không? Quý vị mà lái xe dài trên đường đi, nghe một băng giảng một mình, đừng ai nói chuyện, thấm cách khác. Hôm nào ở nhà không có ai nói chuyện, không cần phải làm gì hết, một mình nghe một cái bài giảng,
thấm cách khác. Bởi vì lúc đó là nó định, lúc đó là chúng ta vừa định và chúng ta ly những cái vui 2-3 người, 4-5 người với mình đó, để chúng ta có được cái niềm vui vi diệu khác. Ly hỷ diệu lạc. Hỷ là vui, nhưng mà cái hỷ này so với cái diệu lạc đó, thì cái diệu lạc nó màu nhiệm hơn nhiều. Phải qua ví dụ ha. Bây giờ á, nếu theo ngoài đời thì mình đi đại nhạc hội thì cái đó là nó vui chứ gì. Nhưng mà hôm nào mình không đi cái đó, mình vô chùa, mình vô chùa thì cũng đông lắm, nấu ăn rồi có hát theo Phật giáo rồi vậy đó. Nhưng mà cái vui đó so với cái vui đời thì cái vui này nó nuôi dưỡng, nó vẫn còn nhộn nhịp đó. Nhưng mà bây giờ mình mới bước đầu là ly cái ồn náo để vô đây ly hỷ. Thấy không? Mình vô đây là ly sinh hỷ lạc, bỏ những ngoài kia. Thay vì tối nay ở nhà mình có một cái function gì đó mình đi, nhưng mà đặc biệt là tối nay mình được dịp về chùa đó, tạm thời mình ly mấy cái kia để mình vô đây có cái lạc. Rồi mình ngồi đây mình nghe à, nhưng mà lúc nào đó tất cả những cái vui này phải nhớ nó chỉ là hỷ thôi tạm. Nhưng mà mình phải có một cái diệu lạc, tức là cái niềm vui vi diệu trong khi mình ngồi tĩnh mình tu. Chờ ban đêm nó có bà thích ở trong phòng một mình nó đọc kinh. Ban ngày là phải nghe phone rồi tiếp khách rồi đó, lo hết mọi việc. Vô phòng là đêm nào mà được về tới phòng là 11, 12 giờ đêm. Về tới phòng rồi là Pháp Hòa rửa mặt rồi xong rồi là Pháp Hòa mở sách, mở kinh ra mình ngồi mình đọc một mình. Trong cái lặng lẽ đó mà mình thấm dữ lắm. Và những cái bài kinh mà mình đang giảng, thí dụ vậy, một cái quyển kinh là đang giảng thì Pháp Hòa thường đọc đi đọc lại cái đoạn kinh đó để mình thấm nhuần cái lời đó, rồi để tuần sau mình chia sẻ với quý Phật tử. Gọi là ly hỷ diệu lạc. Rồi đến cái tầng thiền thứ ba là gì? Xả niệm thanh tịnh. Một, tất cả những cái khởi niệm gì của mình, con người mình không bao giờ mà không có sanh niệm nha. Suy nghĩ, những cái ý niệm. Thí dụ mình vừa nhìn lên cái hoa, cái là mình nói hoa đẹp, hoa tươi, cắm đẹp, nhìn bình hoa sang, đủ một cái bình hoa thôi mà nãy giờ cả trăm người ngồi là cả trăm cái ý. Không bao giờ mình không suy nghĩ. Nhưng mà đến lúc nào đó mình chỉ nhìn bình hoa mình biết đẹp thôi mà không có chấm hết, chứ không còn phân biệt nữa. Bình này cắm đẹp hơn tuần trước, hoa này tươi hơn hoa hôm qua, vân vân. Tức là thường thường cái cách mình sống là nhận diện đơn thuần, đừng sanh những thêm những cái niệm khác. Chứ ví dụ như thầy nào giảng cũng vậy, thầy nào giảng cũng có cái hay, mình nghe hôm đó thôi. Nhưng mà trong khi ngồi nghe thầy đó, đừng có đem thầy khác vô so. Thầy này giảng dở hơn thầy bữa trước, thầy này giảng hay hơn thầy kia, thí dụ vậy. Tức là trong khi mình ngồi đó, mình không có nhận diện đơn thuần, mình lấy cái khác vô để mình so sánh, cho nên lúc đó cái tâm mình nó loạn mà nó không có định. Thì nó tóm lại, 4 tầng thiền là sơ thiền là ly sinh hỷ lạc, nhị thiền là định sinh hỷ lạc, tam thiền là ly hỷ diệu lạc, tứ thiền là xả niệm thanh tịnh. Khi nào mình đạt được một, quý vị đừng có nghĩ là mình không tu được. Bây giờ thôi, bây giờ 3 cái kia, hay là Pháp Hòa nói 3 cái đầu đó, mình làm được đó. Khi nào trong tâm thức hồn của mình, ngày nào mình có được một cái trạng thái đó là mình biết mình đang ở trong cái tầng bậc nào của thiền định. Và từ đó chúng ta có gì? Có niềm vui. Có niềm vui. Cho nên cái vui của thế gian á, là cái vui mà coi một cái cuốn phim cười rồi ngồi cười, hay là hát nhạc hay nói gì đó. Nhưng mà cái vui của người tu á, là cái vui này là cái vui bình thản. Cái vui này cái vui nhẹ nhàng. Rồi tài sản của người tu là gì? Tài sản của người tu là khi chúng ta quán trở lại cái thân của chúng ta, cái cảm thọ của chúng ta, cái tâm thức của chúng ta, phải không? Và những hiện tượng xung quanh của chúng ta, tất cả những cái tài sản mà chúng ta có đó,
chúng ta biết dụng nó một cách linh động. Thí dụ bây giờ mình quán về thân, quý vị có thấy thân này vô thường không? À, ngồi đây là Pháp Hòa có cô Phật tử Tịnh Thanh đó. Cô qua bên tu viện Trúc Lâm hồi khóa tu 2012, mới có ngày thứ ba của khóa tu thì cô ngã bệnh, cô bị stroke. Và đến bây giờ em của cô là chú Việt đã đưa cô về đây để mà nuôi dưỡng. Thì cái phước bước đầu mình quán về thân là mình thấy thân này bất tịnh. Xin thưa đại chúng, cái chữ bất tịnh của nhà Phật mà để dạy chúng ta quán không chỉ có nghĩa là dơ giấy, mà nó còn có cái nghĩa nữa là nó không có thường tồn. Ví dụ Pháp Hòa nhìn bình hoa này, với cái mắt của cái người mà có tu có quán thì nói cái hoa này bất tịnh, có nghĩa là cái hoa này nó chỉ tươi mà tươi tạm chứ nó không có tươi luôn. Nó tạm thôi, nó tạm có vậy đó. Và bây giờ cô Tịnh Thanh cô quán, cô thấy thân này bất tịnh, có nghĩa là vô thường. Bây giờ mình bệnh rồi, mình không còn làm những cái việc của một cái người khỏe như xưa, nhưng không buồn, không khổ, tu với cái thân bệnh này. Xin lỗi, cũng giống như là chúng ta dụng một cái gì đó, khi nó sắp sửa nó hết thì chúng ta cũng ráng làm một lần cho nó sạch sẽ. Cũng giống như á, mình ăn cơm á, bới cơm ra hết thì cái nồi cơm nó còn dính lại cơm cháy, nhất là những cái dề cơm cháy. Thay vì mình đem nước mình ngâm rồi mình bỏ, phí lắm. Chan nước canh vô đó cho nó mềm rồi mình cạo cái cơm đó ra mình ăn. Bởi vì nước lạnh thì nó lạt lẽo khó ăn. Ăn nước canh không thì không có cái. Thôi bây giờ bỏ miếng nước canh vô, chừng 2-3 phút sau thì cái dãy cơm cháy đó nó mềm ra, lấy cái muỗng quét cái mình ăn được cơm cháy không phí nè, thấy không? Mà có nước canh vô nó ngon nè. Thì cái quán về thân cũng thế, quán cái thân này là cái thân giả, nhưng mà không vì giả mà không vận dụng nó cho đúng. Cho nên người sống được như vậy, người ta thấy cuộc đời nó ý nghĩa. Bệnh tu theo bệnh, khỏe tu theo khỏe. Và không có người nào mà không làm được việc. Bây giờ bác nào ngày xưa từng nghĩa là cầm xẻng, cầm dao rồi làm đủ thứ cho chùa, bây giờ già yếu không làm được, lên chánh điện nè, rút chân nhang, quét bàn thờ nhẹ nhẹ, rồi ngồi đây thỉnh chuông cho Phật tử vô đó. Không nói nó bất tịnh nhưng mà không có bỏ nó. Dụng thân đúng, mà mình dụng thân mà đúng như vậy là đó, tài sản là cái thân này mà có biết dùng tài sản không? Giống như mình có 10 đồng mà người biết dùng 10 đồng là 10 đồng đó có giá trị. Người không biết xài 10 đồng không có giá trị. Cho nên xin thưa đại chúng ở đây nè, phước nó hai phần nha. Mình có phước mới có của. Nhưng mà cái phước tự thân là mình có biết cách dùng cái của đó không? Đó là cái phước tự thân. Cũng giống như Pháp Hòa nói, bây giờ mình có người mà người ta có tiền, người ta có 100 đồng. Mà cái người mà có phước biết xài 100 đồng ta làm được việc lớn. Còn mình mà không biết xài 100 đồng xài phí. Cho nên không phải ai có của cũng biết xài. Và thế thì bây giờ cái thân này cũng vậy. Dụng cái thân này mà biết dụng cái thân này một cách có giá trị, không có lãng phí. Quán thân bất tịnh, nhưng mà thấy thân bất tịnh không phải để buồn khổ, mà phải dụng thân cho đúng trước khi nó tan rã. Đức Phật dạy trong kinh Đại Bảo Tích đó, như một người chèo một chiếc thuyền qua sông mà chiếc thuyền nó làm bằng đất sét. Quý vị tưởng tượng thuyền làm bằng đất sét mà đi xuống sông thì nó làm sao? Nó rã chứ. Nhưng mà Đức Phật nói như người đang ngồi trên chiếc thuyền bằng đất mà qua sông thì người đó phải làm sao? Phải chèo cho nhanh, cho gấp, cho lẹ để trước khi cái thuyền nó rã. Mình đây cũng thế.
Nói trời ơi bây giờ 70 tuổi tôi biết đạo, vậy tu gấp đi, không có lãng phí. Hai gì bây giờ mình ngồi mình tiếm những cái phiền não, những cái thị phi, không còn thời giờ nữa, đừng kiếm mấy cái đó nữa. Là Phật tử trong lòng tự hỏi nên làm gì trong cõi người ta, ngồi yên niệm Phật Di Đà hay là đi độ người ta xa gần? Ngồi yên niệm Phật Di Đà là tự độ, độ người xa gần là độ tha. Hai câu đó thôi mà tự độ độ tha đầy đủ. Vì quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán thọ thì khổ. Thọ thì khổ là sao? Bất cứ thứ cảm thọ nào cũng đều là khổ hết, dù là vui hay là không vui. Có nhiều người á, người ta tưởng giống như cô Mỹ Nương mà nghe tiếng sáo của Trương Chi vậy đó, chưa thấy mặt mà, cho nên nói chưa gặp em anh vẫn nghĩ rằng có người thiếu nữ đẹp như trăng, nhưng mà tới hồi gặp rồi té nữa. Thì thành thử ra chúng ta khổ là tại chúng ta tưởng. Mà cuộc đời này á, cái khổ là do chúng ta cảm nhận đó. Thí dụ Pháp Hòa, người ta mắng mình một câu, mình cảm nhận nó là cái câu này nặng rồi nha, buồn. Nhưng mình cảm nhận nó, ôi câu này đâu có là cái gì, hết buồn. Thành ra tất cả đều là do cái cảm nhận, cho nên nhà Phật gọi là thọ thị khổ. Thọ là cảm thọ, mình thọ cái gì á mà mình chấp vô cái đó là khổ cái đó. Thí dụ như ta nói vậy nè, trúc sinh trúc mọc đầu đình, em xinh em đứng một mình cũng xinh. Cái mình thọ là cái câu này ảnh khen mình á, cho bắt đầu mình vân vê tà áo. Mình đứng mình lúc lắc cho giống như cái lá trúc mà nó đông đưa vậy. Cái có người khác ta lại ta nói với mình, ta nói trời ơi vậy mà cũng vui, em xinh em đứng một mình cũng xinh là đúng rồi, có ai nữa đâu mà so sánh. Có ai nữa đâu mà so sánh mà không nói là em xinh em đứng một mình cũng xinh. Trời ơi vậy hả? Cái ông này thiệt hết sức. Em bắt đầu giận. Thì quý vị thấy không? Đó là cảm thọ thôi. Hồi nãy ta khe ta nói câu đầu cái mình cảm thọ. Rồi ta nói câu khác, ta nói ba cô đội gạo lên chùa, một cô yếm thấm bỏ bùa sư đeo. Sư về sư ốm tương tư, ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu. Trời ơi mình nghe xong mình giận dữ lắm. Là cũng một hình thức cảm thọ. Nhưng mà cái ông thầy ông tu cao hơn, nó không sao. Sư là người chứ sư phải cỏ cây mà sư không có biết buồn. Nhưng mà sư có ốm lăn ốm lóc rồi rút cuộc sư cũng tu, cho nên sư mới còn trọc đầu. À bây giờ thì ra câu này nó khen ha, khen hết buồn. Cho nên khi mà người ta làm cái bài thơ đó là người ta chế nhiễu. Nhưng mình đừng có đọc nó bằng cái tâm tư cảm thọ của chế nhiễu. Mình hãy đọc nó bằng tâm tư và cảm thọ của sự phấn khởi, hết buồn. Thí dụ ta gặp mình á, mà nếu mà người Huế ta nói chào mụ. Bởi vì cái cô đó của người Huế, mà cái chữ mụ của tiếng Huế là trân trọng lắm. Mình người miền Nam, trời ơi bữa nay bà dám tôi kêu bằng mụ. Mình là người miền Nam mà nghe chữ mụ nặng lắm. Nhưng mà rồi cái đem về buồn cái ông chồng ấy, không lẽ nó gặp bà nó kêu bà chào thằng. Thì bà là mụ nó kêu mụ. Ờ hết, hết buồn. Quý vị thấy không? Cho nên cái chữ là thọ thị khổ. Thọ thị khổ là sao? Mình cảm thọ kiểu nào thì mình khổ kiểu đó à. Cho nên á, cái thọ nào cũng khổ đó. Nếu chúng ta thọ vui mà mai mốt cái đó không còn vui thì mình buồn. Còn nếu chúng ta thọ buồn thì chúng ta khổ. Mà nếu chúng ta ở trung tính, cái không buồn không vui, thì thủy chung cái không buồn không vui này nó vẫn vô thường. Hỏi bữa nay chị sao? Dạ bình thường. Nhưng mà cái bình thường này nó có thường không? Không. Vài phút sau ra mất dép cái bất thường. À, rồi cái bà bạn hiểu mình nha. Hồi nãy chị tới trễ đó, tôi nói cho chị dĩa xôi trong góc đó, lát về nhớ lấy nghe không. Trời chà, ngồi đây mà cứ nhớ gói xôi.
lát nữa xuống tới dưới, trời ơi gói xôi tôi đâu rồi, vậy hết bình thường. Quý vị thấy, cho nên thân thọ tâm pháp, cái tâm của mình nó cũng thay đổi, tâm của mình cũng thay đổi. Tới hồi mà thương đó nghe, mình nói đủ hết á, không có em như trời không có nắng, à, không có em là như búa thiếu kèn, à, như tô hủ tiếu mà quên thêm xì dầu. À, rồi mình cũng thọ mấy cái câu đó. Rồi tới hồi mà không thương nhau nữa rồi thì sao? Tôi gặp bà tôi mệt ghê vậy đó. Là mình đều do những cái tâm là nó luôn luôn nó thay đổi. Cái tâm là thay đổi, ngay cả cái tình nó cũng thay đổi. Thương khác, giận khác. Cho nên mình hiểu được như vậy. Hiểu được như vậy thì mình liền có một tài sản quý báu, là tài sản như thế nào? Chúng ta biết quán chiếu và không để cái tài sản của chúng ta là tài sản của sự quán chiếu và buông bỏ. Còn cái tài sản mà làm khổ đau là gom góp và nhọc nhằn với nó. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ á, có một người đó họ bước lên một chiếc xe lửa, sơ ý rớt chiếc dép. Nếu như chúng ta là người bình thường á, tức tối rớt chiếc dép. Nhưng mà cái vị đó vừa rớt chiếc dép, xe lửa vừa chạy, ông lột chiếc dép thứ nhì, ông dùng lại cái chỗ hồi nãy á. Người ta nói làm gì kỳ vậy? Ông nói bây giờ tôi mất chiếc dép, tôi giữ chiếc này tôi cũng đâu mang được, mà cái anh nào mà lượm được chiếc kia cũng đâu mang được, thôi tôi giục lại luôn cho người ta lượm, ta lượm hai chiếc ta mang. Quý vị thấy cái khác của người buông bỏ và hạnh phúc không? Bởi vì giữ cũng khổ, tại vì có một chiếc còn tức thêm nữa. Thôi bây giờ thà là mình biết rằng người kia lượm luôn hai chiếc cái mình hạnh phúc vô cùng. Bởi vì sao? Bởi vì người xài thì mình khỏi xài, phải không? Mà có được xài còn hơn là mình dùng cái câu là tao ăn không được tao phá cho hôi. Thì nếu như mà người ăn không được mà phá cho hôi đó thì cũng sẽ hôi, nhưng mà mình cũng ảnh hưởng, mình cũng hít vậy. Chứ mình đâu có phải không hết đâu. Thành nữ quý vị thấy cái hạnh phúc của chúng ta là biết buông bỏ, chấp nhận buông bỏ thì liền có tài sản, niềm vui đó nó có. Còn nếu mà chúng ta ôm chấp giữ mà xài không được, tức thêm. Giống như cái chén mẻ, mình nói thà nó bể đi tôi bỏ tôi không tức. Nó mẻ như vậy, giữ lại để xài thì xài coi không được, mà đem bỏ thì tiếc, cho nên cất. Mà có bao giờ ngó tới nó đâu, cất góc, nhưng mà yên tâm chén đó còn. Vỗ tay vậy là biết cùng tâm tịnh, cùng tâm sự. Bỏ thì uống, rồi cất đó, vẫn biết là cái chén, mà không bao giờ lấy cái chén mẻ nó ra xài. Rồi bây giờ cái cuối cùng là cái thứ tư, là cái thế lực. Thế lực là con người mình nó là thích lúc nào cũng có đầy đủ thế lực để mà cho người này lấn áp người kia. Bây giờ thế lực của người tu mình là cái gì biết không? Là cái sức mạnh, cái khả năng đẩy con ma phiền não. Thưa đại chúng, ma nó có bốn loại: phiền não ma, thiên ma, ngũ ấm ma và tử ma. Phiền não ma là con ma làm mình bực bội, không bình an, kêu là phiền não. Phiền não ma. Pháp Hòa ví dụ ha, quý vị nào mà ngồi mé này nè, nãy giờ bị cái bình bông nó cản, nhìn Pháp Hòa không rõ lắm á, ngồi mà không thoải mái rồi nha, nãy giờ là phiền não đó. Nhưng mà nó khổ một cái là tại đời trước em khinh khi nhiều người quá, cho nên đời này nó có một khúc đó thôi. Muốn tăng nữa tăng được. Thì quý vị nhớ á, phiền não là đôi khi không ai chọc mình giận. Cái gì mà nó làm cho tâm mình không còn bình thường, nó là phiền não đó. Anh đó lần đầu tiên gặp cô đó, về tương tư anh đó, phiền não. Khi cho nên đừng lầm là phiền não khi ai chọc mình giận,
bất cứ dù thương ghét nhớ nhung đều là tâm trạng của phiền não hết. Thí dụ như bây giờ mình đang có một cái chuyện gì đó, mình nghe một cái bài hát, trời ơi, nó trúng cái tâm trạng của mình vô cùng. Anh ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian đâu. Trời ơi, mình ngồi mình thấm thía, hồi nào giờ mình cũng nghe, nhưng mà lâu nay mình không có cảm nhận nó, tại vì bây giờ đúng tâm trạng nè. Cho nên tâm mình như vậy rồi, cảnh nó giao như vậy rồi, bắt đầu quằn quại, đúng ha. Lâu đài tình ái không có trên bãi cát. Phiền não. Không ai chọc mình, đừng nghĩ rằng giận mới kêu phiền não nha. Không. Bất cứ cái gì làm cho tâm mình không còn bình thường nữa là phiền não. Hồi đó Pháp Hòa dẫn đoàn đi hành hương, dẫn mấy bác Phật tử đi hành hương, thì có cái cô đó, cô lên trên xe cô ăn bánh mì, mà cô ngó qua cổ bánh mì kia có hai cọng ngò mà cô không có. Pháp Hòa mới đi ngang cô dưng áo lại, cô nói chú sao tôi không có ngò. Quý vị thấy không đó, ngò phiền não. Cho nên nhiều khi phiền não không phải là miếng đậu hũ. Cái phiền não nhiều khi nó nhỏ như cái cọng ngò. Mà quý vị có tin là nhiều khi trong cuộc sống của mình là mình phiền não lặt vặt như vậy rất nhiều không? Nhiều lắm. Nhiều khi cái phiền não của mình nó không có một cách như là trịnh trọng như là miếng tàu hũ, miếng chả lụa gì đâu. Nó lặt vặt như vậy đó mà cả ngày cứ phiền não. Cho nên rồi mình tu tại sao mình không có vui? Lại nào mình cũng lại Quan Âm hết á, mà Quan Âm thì lúc nào cũng cười mà mình cứ Quan Công. Cho nên lại thì lại Quan Âm, mà hạnh thì hạnh Quan Công. Cho nên mặt lúc nào cũng đỏ, tai lúc nào cũng cầm gương, mắt lúc nào cũng trợn. Ta gặp mình ta nhìn kỹ thì mới nhìn Quan Công, mà nhìn kỹ nữa Tiêu Diện đại sĩ. Rồi giờ đại chúng thấy được chữ phiền não và nói đó đó, như đây đây. Cái bình bông này mà để mà không thấy được, tôi ghét ghê ai cắm bông cao nhau. Rồi bây giờ mình nói á, cái bông này nè, mục đích tôi đem lên đây là tôi cắm để cho cái bàn giảng của thầy cho nó đẹp. Tự nhiên ai bưng qua để bên kia, thầy ngồi đây mà ngó bông không? Tại vì nãy giờ bị cái bình bông nó làm phiền. Quý vị thấy không? Bây giờ quý vị thấy được cái chữ phiền não vào. Phiền là buồn, não là rầu. Buồn rầu kêu phiền não. Khi nào mà tâm trạng mình không còn bình an với cái bình thường là phiền não. Thôi bây giờ để cho mọi người không phiền não, em tự nhón em lên chút. Cho nên trong cuộc sống nhiều khi á, phải có người hy sinh. Pháp Hòa nói cái này là Pháp Hòa nói là đại chúng thấy cái sự tu hành của mình. Nhiều khi trong một gia đình mình á, người này lấn cấn như người kia, để giảm thiểu mọi phiền não, mình là cái người hy sinh. Đứng ra nhiều khi mình chịu lỗ một chút đi, lỗ một chút, nhưng lỗ của mình, nhưng mà bù đắp những chỗ khác thôi, thì một cái lỗ này mà bù nhiều cái lỗ kia có giá trị. Để quý vị thấy sự tu của mình không? Người nào mà được như vậy, người đó có tài sản lớn. Tài sản của họ là gì? Là người biết sống vì biết quán chiếu. Có nhiều khi một mình chịu lép, mà bao nhiêu người đầy đủ có sao đâu. Cái lép có giá trị. Cho nên nhiều lúc Phật tử ha, múc cơm múc đồ để lại cho Pháp Hòa, Pháp Hòa dặn khi nào mà Phật tử vô chùa mà cơm ăn thiếu, cứ lấy trọn vẹn cái mâm cơm quý thầy đã đãi. Làm sao cho Phật tử người ta đủ, người ta vui, người ta về. Người ta không phải đến đây vì một chén cơm, nhưng mà mình đã đãi thì thà là hết, nhưng mà còn đừng chừa. Quý thầy nhịn được không sao hết. Mình ăn cơm chay ăn cả đời chứ không phải ăn con buổi đó đâu.
Cho nên miễn sao Phật tử vui. Trong cuộc sống mình cũng vậy. Có đôi khi chúng ta tập đi, mình có dư mình mới cho. Dư này là dư cái gì? Dư cái sự quán chiếu, thấy ai người ta khuyết cái chỗ đó, mình hy sinh cái của mình để lấp vào. Có cái chú đó, cái cô nọ mới làm nhà, chú đi vô tỉnh queo mà không có để ý gì hết. Cái cô kia mới mắng: cái anh này sao mất lịch sự ghê vậy đó. Cái cổ ảnh cười lên, ảnh nói: tôi cảm ơn chị, tôi cảm ơn chị. Nói sao vậy? Tôi mắng anh mất lịch sự mà anh cảm ơn. Dạ, tại tôi có dư mới mất. Vậy thì thưa đại chúng, cái tài sản của chúng ta là gì? Đó là chúng ta biết cái sự quán chiếu của mình. Hôm nay về thăm quý vị và Pháp Hòa chia sẻ với quý vị một bài kinh Đức Phật dạy. Năm cái pháp cao quý của người đời mà ai cũng muốn. Một là tuổi thọ, hai là sắc đẹp, ba là niềm vui, bốn là tài sản, năm là thế lực. Thì Đức Phật nói vậy người tu chúng ta, vậy người tu chúng ta, tuổi thọ của người tu là gì? Đó là tứ như ý túc. Nhan sắc của người tu là gì? Nét đẹp của người tu là gì? Đó là sự hành trì uy nghi giới luật. An lạc của người tu là gì? Đó là biết tu tứ thiền. Thôi một cái thiền trước đi, xả bỏ những cái không cần thiết, liền có niềm vui. Thí dụ bây giờ mình có gia đình rồi thì đừng có ham đi chơi riêng lẻ nữa, mà phải biết chăm sóc gia đình chút. Bỏ bớt chút đó thôi, tự nhiên bớt sự cãi lạ, cãi vã. Đi chơi chi chút ở ngoài kia rồi về, đi chơi nguyên ngày thiệt vui, về gây lộn nguyên ngày cũng thiệt sướng. Cho nên thôi đừng. Bỏ cái đó thì cái này nó xong. Vậy thôi. Rồi cái thứ tư là gì? Tài sản của mình là gì? Đó là chúng ta biết quán. Chúng ta có thân, có niệm, có cảm thọ, có tâm, có pháp. Biết nó. Thân bất tịnh, tâm vô thường, thọ thị khổ, pháp vô ngã. Nhưng chúng ta không hủy nó. Biết thân này một ngày nào cũng sẽ bỏ, nhưng mà trong khi nó còn đây, dụng cho thích đáng. Rồi cái thứ năm là gì? Thế lực của gì? Là chúng ta có khả năng đưa những phiền não ra ngoài. Phiền não ma, ngũ ấm ma. Ngũ ấm là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nó đều là những trạng thái của ma. Chẳng hạn như tưởng đó, mỹ nương mà chưa gặp Trương Chi là tưởng. Rồi tới hồi gặp Trương Chi rồi, cái tưởng thì hết. Dịch thấy thật rồi thì cái gì nó sanh biết không? Thất vọng nó sanh, bệnh. Cho nên cái nào cũng khổ hết. Bây giờ cảm thọ rồi, cảm nhận rồi, ảnh không phải đẹp như mình tưởng, phải không? Cho nên sắc, cái sắc nó làm mình khổ. Bởi vì mình tưởng cái sắc nó đẹp, cho nên khi mà gặp cái sắc không đẹp thì cái tưởng mình nó hết, cái nhận cái sắc không đẹp đó làm mình khổ. Cho nên Đức Phật nói trong Bát Nhã Tâm Kinh, sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều làm mình khổ. Mà Bồ Tát nào biết quán chiếu sắc, thọ, tưởng, hành, thức chỉ là giả thì hết khổ. Cho nên là độ nhất thiết khổ ách. Độ là qua, qua tất cả mọi khổ ách. Bây giờ vẫn có sắc, vẫn có thọ, có tưởng, có hành, có thức, nhưng nó không đủ khả năng nó làm mình khổ nữa. Tại vì mình biết nhìn nó rồi, mình biết quán nó rồi. Rồi cái thế lực của mình là có khả năng đẩy những ma phiền não. Bây giờ Pháp Hòa nói thưa đại chúng là thiên ma là ma trời đó. Ma trời nó đi theo mình dữ lắm á. Mình buồn gì một chút á, huynh đệ buồn với nhau một chút, con ma nó xuất hiện liền. Nó nói vậy ở nhà tu đi, vô chổng chi cho phiền não. Nghe có lý. Cho nên con ma trời nó nói hay. Mà ngay cả cái người tu của mình đôi khi gặp những cái trạng thái. Pháp Hòa nói ví dụ như tử ma đó. Hồi nhỏ Hòa nhớ Hòa Thượng kể câu chuyện rồi đấy. Nhiều khi mình đi cúng cho người ta đó,
cái mình thấy người ta trời ơi chết rồi, cái có con trai con gái con dâu con rể cháu nội cháu ngoại nó bưng lư hương rồi nó làm đủ thứ, cái mình nhìn lên mình nói trời nữa mình chết ai làm mấy vụ này ta. Bởi vì đi tu không có gia đình, mà không có gia đình rồi cái tử ma nó làm mình sợ hãi, nó làm mình sợ hãi, rồi mình cũng muốn có gia quyến để mai mốt mà mình sống mình chết, sống thì ấm êm mà chết thì cũng có đưa đám rồi cho nó linh đinh như vậy đó. Cho nên trong tứ ma, phiền não ma, ngủ ấm ma, thiên ma, tử ma. Thiên ma tức là ma trời, nó nói với mình, nó tỉ tê với mình một cách rất là hay, rất là logic, rất là phù hợp. Chẳng hạn như mình đang ngồi niệm Phật vậy đó, cái hai mắt mình nó sụp, nó buồn ngủ, cái ma kia nó thôi đi ngủ đi niệm chi. Ngồi Phật đâu có biểu tu cực khổ vậy. Nó nghe vậy nó cũng có lý ha. Rồi cái là mới vừa thấy người ta ăn mặn thèm, cái nói thèm thì cứ ăn đi, Phật đâu biểu nhịn đâu. Thành nữ ra nhớ là thiên ma, tức là những con ma, nó nói một cách rất linh động. Thật sự ma là không có phải bên ngoài nào đâu đó. Tức là những cái tâm thức của mình nó trồi lên đủ thứ, những cái cám dỗ, những cái nói với mình nghe cho nó hay vậy đó. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng, Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng bài kinh ngắn do Phật nói, năm điều mà người đời ai cũng muốn, và người tu mình cũng được quyền muốn năm cái đó. Nhưng bây giờ nói chung đi, chúng ta muốn có, tức là muốn có quả chứ gì, muốn có tài sản, muốn có tuổi thọ, muốn có sắc đẹp, muốn có niềm vui, muốn có thế lực, thì đó là cái quả mình muốn. Thì bây giờ mình phải tu cái nhân. Siêng năng của mình là tuổi thọ, niềm ước nguyện của mình, như Đức Phật ấy, khi còn Ngài là Thái tử tu khổ hạnh đó, cuối cùng Ngài tỉnh ngộ thì Ngài mới nói rằng nếu kiếp này tôi không thành đạo, tôi nguyện không rời khỏi gốc cây này. Đó là lời phát nguyện của Ngài. Cũng giống như Ngài A Nan phát nguyện mỗi sáng mình hãy tụng như đó: thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong, thước ca ra tâm vô động chuyển. Thuấn nhã đa là gì? Là cái hư không này nè, cái hư không này có thể tiêu mòn, nhưng mà cái tâm bất động của con không bao giờ lay chuyển. Ngài A Nan nguyện như vậy đó: thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong, thước ca ra tâm vô động chuyển. Thước ca ra tâm tức là tâm đại định, tâm kiên cố, không bao giờ lay chuyển. Rồi Ngài còn nguyện á: ư thập phương giới tọa đạo tràng, một ngày nào đó con sẽ cùng chư Phật ngồi ở chung một cái đạo tràng. Đó là những lời phát nguyện của Ngài A Nan. Cũng giống như mình mà mỗi lần mình lại sám hối vậy: con nay phát tâm không vì tự cầu phước báo của nhân thiên, của thinh văn, của duyên giác, của Bồ Tát quyền thừa, con chỉ duy y tối thượng thừa mà phát Bồ Đề tâm, nguyện cùng pháp giới chúng sanh một thời đồng chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là lời phát nguyện của mình. Mà tu là phải phát nguyện, không phát nguyện thì sự tu hành mình không có thăng tiến. Thôi bây giờ đại chúng, trước khi Pháp Hòa dứt, Pháp Hòa chỉ muốn thưa đại chúng mấy điều. Một là bây giờ quý vị hiểu đạo rồi thì thôi phát tâm lập nguyện. Tu hành phải phát tâm lập nguyện. Bây giờ phát tâm làm sao? Phát tâm ăn chay mỗi tháng 2 ngày. Rồi lập nguyện là mỗi tháng 2 ngày mà không cần râm mùng 1. Không cần râm mùng 1. Bây giờ mình nói là tôi thấy là mỗi tuần ngày thứ hai là thuận tiện nhất á, và tôi nấu chay cũng được, và cả nhà cùng ăn, một tháng 4 ngày thứ hai được 4 ngày chay. Còn ăn rằm mùng 1 thì cũng được 2 ngày. Như bây giờ mình không nguyện rằm mùng 1, mình nguyện mỗi thứ hai, là mỗi tháng đó mình được ít nhất 4 ngày. Rồi thứ hai nữa, mỗi ngày mình thức dậy mình tự nhắc mình là hôm nay mình có một ngày mới để mình sống, và xin nguyện sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ, học tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm. Cho nên mình, nếu mà mình không có hỏi mình muốn tu mà tu cái gì, đó là những cái bước đầu
để mình đi lần vào cái thâm sâu của Phật Pháp, như Đức Phật Thích Ca. Ngài chưa biết tu hành gì hết, nhưng mà thấy cái tướng khổ của sanh già bệnh chết, Ngài liền thấy cái đó mà Ngài muốn làm sao dứt cái đó. Liền thấy vị Sa Môn, phát tâm liền muốn làm điều đó. Rồi khi Ngài tu khổ hạnh, Ngài cũng đi tìm mọi cách Ngài tu, cuối cùng Ngài thấy rằng khổ hạnh không giúp được Ngài. Rồi Ngài phát nguyện rằng nếu kiếp này tôi không tìm ra con đường để tôi đi, thì tôi nguyện không rời khỏi gốc cây này. Và quý vị thấy tất cả Phật, Bồ Tát không ai tu mà không phát nguyện. Quan Âm có 12 nguyện, phải không? Dược Sư 12 nguyện, Phật Di Đà 48 nguyện, Phật Thích Ca 4 lời nguyện lớn, Địa Tạng nguyện sao? Địa ngục chưa hết, tôi không làm Phật. Chừng nào độ hết chúng sanh, tôi mới chứng quả Bồ Đề. Như vậy thì quý vị thấy, chư Phật, chư Bồ Tát, không vị nào không phát nguyện. Cho nhờ phát nguyện, nó có cái năng lực, nó đẩy mình đi lên. Cho nên quý vị, có nhiều người sẽ nói rằng, thôi tôi không dám nguyện đâu, nguyện mà không làm sẽ có tội. Chính chúng ta không nguyện, cho nên không bao giờ mình đi tới. Giống như Pháp Hòa hứa với quý Phật tử chùa này, sẽ có dịp Pháp Hòa về. Nhưng mà rồi nhờ mình hứa, mình nguyện vậy, cho nên rồi có ngày cũng sẽ về, dù không phải là cuối tuần, rồi cũng về nhằm cái dịp ngày thường để thăm quý vị. Thì thôi, thì hôm nay được gặp nhau trong cái buổi đầu, thì Pháp Hòa xin tặng cho đại chúng 5 điều Đức Phật dạy trong kinh. Và Đức Phật cũng nhắc nhở chúng ta muốn được cái đó. Điều này tất cả chúng ta ai cũng muốn, thì muốn cái gì thì phải tu cái đó. Muốn có sắc đẹp thì phải tu giới. Muốn có an lạc phải có định tĩnh. Muốn có tài sản lớn thì mình phải có sự quán chiếu. Muốn hết khổ đau, muốn có sức mạnh thì phải có được cái nguyện lực để chúng ta đẩy những ma phiền não ra ngoài. Và chúng ta muốn có tuổi thọ dài lâu thì phải siêng năng chuyên cần để sự tu hành của mình nó dài và nó không ngắn. Chúc đại chúng có một buổi tối an vui, và ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau lại vào lúc 7 giờ. Và nếu quý vị ai có những câu hỏi, những thắc mắc đó, quý vị ghi ra giấy, rồi quý vị có thể gửi lên đây. Rồi ngày mai Pháp Hòa sẽ nương vào những câu hỏi của đại chúng, và chúng ta sẽ chia sẻ với nhau. A Di Đà Phật. Kính xin đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh. Dạ, quý vị muốn nghe cái gì? Bây giờ hát một câu vọng cổ cho quý vị nghe ha. Sao quên? Thầy không. Công mẹ sanh con di bằng năm biển lớn, chỉ có càng khôn kia không bờ không bến sánh được, chứ lòng mẹ thương con vốn không tận không cùng. Mẹ thương con từ lúc chưa lọt lòng,
Từ lúc mới tượng hình trong bụng mẹ, mẹ đã reo mừng khi con mái động lần đầu tiên. Rồi kể từ đó những sau mỗi lần con đạp mẹ thêm đau, mẹ mừng thêm chút nữa. Chắc là con trai nên con đạp con chồi lắm, khi mẹ ngủ say rồi mà vẫn phải giật mình thức giấc. 9 tháng cu mang với 10 ngày lẻ, mẹ đã sớt chia cho con trẻ từng giọt máu trong người. Rồi một sáng chim ca con của mẹ đã mở mắt chào đời. Biển cả mênh mông một mình vượt sóng, mẹ đã lên bờ với niềm hãnh diện thiêng liêng. Tâm hồn mẹ vui buồn lẫn lộn triền miên lạ lùng không tha. Vui vì con mình nay đã sợn sơ ra đó, nhưng lại buồn vì khi rời bụng mẹ có nghĩa là ấm lạnh sẽ riêng con. Mẹ ơi, mẹ đã ru con suốt cuộc đời của mẹ. Từ chiếc giọng thơ ngay lời ru em mà mẹ ru chân con trẻ trên vàng néo sông Hầu. Lúc còn thơ điệu ru và nhịp giọng đã dìu con vào giấc ngủ trong đời. Nhưng khi đến ngày con khôn lớn, mẹ chỉ ru con bằng ánh mắt bông sen. Con có lỗi lầm chăng mắt kia chỉ dìu dịu trách phiền. Con đáng thương mắt biểu lộ một niềm vui man mác. Ôi mẹ già tuổi hạt mãi ru con đến bạc tóc ưu phiền. Âu gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh trời mẹ thức đủ vừa năm. Mẹ đã thức chứ con cho đến ngày bông xế. Bao nhiêu lần mắt kia mờ lệ chỉ vì thương cho con trẻ còn lẫn đợi nơi góc bể gian trời. Bao nhiêu lần con bất hiếu với mẹ rồi, những bông sen kia vẫn giữ ánh hồng phơn phớt, vẫn tỏa một mùi hương rất ngọt như nụ cười của Đức Phật Như Lai. Rồi, mà đây chúng nghe bài Sông và Biển. Mình trả nợ cho rồi chứ để réo hò. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông. Nhưng có nghe cô dạy biển thì rộng mênh mông, bao la biển xanh mặn nồng. Một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông. Nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông. Nhưng có nghe cô dạy, đừng để lòng hẹp như
sông. Hãy để lòng rộng mênh mông, bao la như biển xanh mặn nồng. Một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Rồi thôi bà đại chúng, xả chân về ngủ ngon, mai gặp lại.